chị. Ô, em phải cắt luôn. Đây là vô cắt luôn. 1040. Nó hít tan. Cái này là đặt. Vừa đấy mình có vào cái thằng vi đít này ra rồi để lấy cái chặn đi này nhé. Mình lắp vào cái zoom mới này. Zoom mới thì mình thay zoom của DCA. Zoom DCA này cũng được. Mình được. À, nó là LS1040. Bi đầu của nó là bi 2x2. Đuôi này của nó là gì? 6000. Thay rô mới thì thay luôn cả bi mới nhá. Bi đầu của nó là bi 202, đuôi là bi 6000. Thay cả chỗ than mới luôn. Thank you.
đúng không? 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 Đ